안녕하세요. 오늘 주제는 신제로 자주 쓰는 한국어 문장들입니다. 제 발음을 듣고 따라 해볼까요? 시작해봐. Hôm nay chủ đề của chúng ta là các câu tiếng Hàn sử dụng nhiều trong thực tế. Các bạn hãy nghe và nhớ lại theo mình nhé. 왠지 예감이 좋아. 왠지 예감이 좋아. Không hiểu sao tôi có linh cảm tốt. 왠지 예감이 좋아. Không hiểu sao tôi có linh cảm tốt. Các bạn sẽ có ở đây 왠지 mà nghĩa là không hiểu sao, không hiểu tại sao. 예감 mà nghĩa là cái linh cảm ấy. 좋아 trong từ 좋다 mà nghĩa là tốt. 왠지 예감이 좋아. Không hiểu tại sao mà tôi có linh cảm tốt nhá. 예감이 좋아. Các bạn có ở đây, chô thả thì nó được chia theo đuôi vô thành chô ả dô. Và trong mối quan hệ, có thể là xuồng xã thân mật, không cần giữ kẽ, không cần phải thể hiện cái sự lịch sự. Thì các bạn sử dụng bỏ đuôi vô đi, thì nó tự nhiên. 왠지 예감이 좋아. Hoặc một cách lịch sự hơn, tùy từng đối tượng mà chúng ta giao tiếp. Các bạn nói là 왠지 예감이 좋아요. Không hiểu sao tôi có linh cảm tốt. 포기하지 마. 포기하지 마. Đừng từ bỏ. 포기하지 마. Đừng từ bỏ. Các bạn có từ 포기하다. 포기하다 mà nghĩa là từ bỏ. Thế thì các bạn bỏ tả đi gắn chi mà. Chi mà. Cái từ mà này các bạn viết cách ra một chút nhé. Chi mà nghĩa là đừng. Một cái câu yêu cầu đề nghị đừng làm cái gì đó. Các bạn sẽ có động từ kết hợp với chi mà. Một cách lịch sự hơn các bạn thêm thề dồ. Còn khi mà các bạn nói chuyện với những người nhỏ tuổi hơn hoặc cũng có thể là trong mối quan hệ thân mật xuồng xã hoặc khi mà các bạn không muốn thể hiện cái sự lịch sự đối với người mà các bạn giao tiếp thì các bạn chỉ cần sử dụng với chi ma thôi. 포기하지 마. Đừng từ bỏ. 체했어요. 체했어요. Mình đã bị đầy bụng rồi. 체했어요. Mình đã bị đầy bụng rồi. Các bạn có từ 체하다. 체하다 gốc. Chê ha tả mà nghĩa là đầy bụng, trướng bụng. Có thể là do trứng ăn nhiều chẳng hạn. Chê hết rồi, mình đã bị đầy bụng rồi. Ha tả, chê ha tả là dạng nguyên thể. Khi các bạn chia theo cái đuôi tức là nó đã xảy ra rồi thì các bạn sẽ chia là hết rồi hoặc là hết sức nhì tả. 귀찮아요. 귀찮아요. Phiền lắm hay là phiền quá. Các bạn có từ 귀찮다 mà nghĩa là phiền, phiền toái, phiền phức. 귀찮아요, phiền lắm. Hoặc các bạn có thể nói về ai đó được. 너 귀찮아, cậu phiền lắm, em phiền lắm. 귀찮아요, phiền quá hoặc là phiền lắm. 귀찮아요, phụ âm ở đây là phụ âm kép nhưng các bạn có phụ âm hờ ở đây khi mà theo của nó là nguyên âm sau ấy. Nguyên âm đằng sau thì các bạn coi nó là âm câm. Các bạn nối n lên sẽ là 귀찮아요, 귀찮아요. Nối n lên đây. Phụ âm n lên sẽ là 귀찮아요. 내가 그럴 줄 알았다. 내가 그럴 줄 알았다. Anh cũng đoán vậy. 내가 anh tớ mình tao 그럴 줄 알았다. 그럴 줄 알았다. Cũng đoán như vậy. 그럴 줄 알았다. Cũng đoán như vậy. 별일 아니야. 별일 아니야. Không có việc gì đặc biệt hoặc là không có việc gì đặc biệt đâu. 별일 아니야. 별일 các bạn sẽ có ở đây. Về cách phát âm thì các bạn sẽ có ở đây là phụ âm riêng. Biến âm 별일 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 아니야. Có nghĩa là không phải 아니 trong từ 아니다. 아니다 có nghĩa là không phải hoặc là các bạn sẽ có khi mà các bạn chia theo cái đuôi mà không kính ngữ cái đuôi thân mật xuồng xã các bạn sử dụng với đuôi ya ấy, thì sẽ là 아니야 không phải 별일 cái việc gì đặc biệt các bạn có từ 별 별 có nghĩa là biệt các bạn hiểu là đặc biệt đấy còn il có nghĩa là việc 별일 có nghĩa là cái việc đặc biệt ấy 아니야 không phải cái việc gì đặc biệt đâu hoặc là không có việc gì đặc biệt đâu 너가 최고야. 너가 최고야. Em là đỉnh nhất hoặc là em là tuyệt nhất. Đây là một câu khen ngợi. 너.
Em, nó thường dùng cho những người trong mối quan hệ như là bạn bè này, hoặc là em, hoặc là những người cháu hoặc là nhỏ tuổi hơn chúng ta. Có thể các bạn dịch là em, hoặc là cậu, hoặc là bạn, hoặc là mày gì đó. Chê cô nhà, chê cô có nghĩa là nhất. Trong cái từ này mà nghĩa là đỉnh nhất, tuyệt nhất ấy, giỏi nhất ấy. Nhà, gốc của nó chính là từ y tà các bạn nhé. Khi mà các bạn có từ y tà này, y tà mà nghĩa là. Khi mà các bạn chia theo đuôi không kính ngữ thì các bạn sẽ có y tà. Đằng trước của nó là một cái từ kết thúc bằng nguyên âm như thế này, thì các bạn sẽ có y tà chuyển thành ya. Nó có chi cô ya, em là đỉnh nhất, em là tuyệt nhất. Các bạn cũng có thể dùng thay thế bằng oppa có chi cô ya, hoặc là oni chi cô ya, anh là nhất, hoặc là chị là nhất, chị tuyệt vời nhất. 방에서 담배 냄새가 나요. 방에서 담배 냄새가 나요. Trong phòng có mùi thuốc lá. 방에서 담배 냄새가 나요. Trong phòng có mùi thuốc lá. 방 có nghĩa là phòng, 에서 là ở trong phòng ấy. 담배 냄새 có nghĩa là cái mùi thuốc. 담배 có nghĩa là cái mùi thuốc lá, có nghĩa là thuốc lá. Còn 냄새 là mùi. 나요 trong từ 나다 mà nghĩa là phát ra, thoát ra. Hoặc khi các bạn hiểu là 냄새가 나요 thì các bạn hiểu là có mùi hoặc là bốc mùi. 방에서 담배 냄새가 나요. Trong phòng có mùi thuốc lá. 소리 좀 켜 주세요. 소리 좀켜 주세요. Hãy bật tiếng lên. 소리 좀켜 주세요. Hãy bật tiếng lên. 소리 có nghĩa là tiếng. 켜. 켜 주세요. Đây là một cái câu yêu cầu hoặc là cái câu nhờ vả đề nghị làm ơn. Hãy bật tiếng lên. 켜 주세요 có nghĩa là hãy bật. 소리 좀 켜 주세요. Hãy bật tiếng lên. Có thể là khi các bạn học bài chẳng hạn, các bạn học qua video như thế này thì giáo viên sẽ nói rằng 여러분 소리 좀 켜 주세요. Các bạn ơi, các bạn hãy bật tiếng lên. 제 발음을 듣고 따라 하세요. Các bạn hãy bật tiếng lên và nghe theo phát âm của mình và các bạn nhắc lại nhé. 음식이 잘못 나왔어요. 음식이 잘못 나왔어요. Thức ăn mang ra nhầm rồi. 음식이 잘못 나왔어요. Thức ăn mang ra nhầm rồi. 음식 có nghĩa là món ăn, đồ ăn, thức ăn. 잘못 có nghĩa là nhầm, nhầm lẫn, sai. 잘못 có nghĩa là nhầm nhé. 나왔어요 tức là đã mang ra. 음식이 나오다 mà nghĩa là mang đồ ăn ra. 음식이 잘못 나왔어요. Thức ăn mang ra nhầm rồi. Các bạn có thể dùng khi ăn ở nhà hàng, nhân viên phục vụ mang nhầm đồ ăn ra. Wi-Fi가 안 터져. Wi-Fi가 안 터져. Mạng không có, hoặc là không có mạng đấy. Wi-Fi가 안 터져. Mạng không có hoặc là Wi-Fi không có. Wi-Fi an to trò hoặc là to trò yêu có nghĩa là không có mạng hoặc là mạng không có.빨리 가 주세요. 빨리 가 주세요. Làm ơn đi nhanh lên ạ. 빨리 가 주세요. Làm ơn hãy đi nhanh lên ạ. 빨리 có nghĩa là nhanh này. 가 trong từ 가다 là đi. 가 주세요 có nghĩa là làm ơn hãy đi. 빨리 가 주세요. Các bạn sẽ có động từ chia theo đuôi a hoặc là o hoặc là do kết hợp với chư thế yo mà nghĩa là làm ơn hãy làm cái gì đó. Các bạn có thể dùng ví dụ là gì nhỉ? Ví dụ với động từ là bô tả là xem. Thì các bạn nói là làm ơn hãy xem thì các bạn sẽ có từ bô tả này, bô tả là xem. Các bạn sẽ thêm a sẽ là pha chư thế yo, bố a chư thế yo. Thì các bạn có thể viết liền là pha chu xeo, pha chu xeo có nghĩa là làm ơn hãy xem. Tức là bạn hiểu khi các bạn muốn ai đó làm ơn làm giúp cho bạn cái gì đó hoặc là làm ơn hãy làm cái gì đó thì các bạn sẽ có động từ chia theo đuôi a hoặc là o hoặc là do kết hợp với chu xeo. Như vậy khi học đến câu này thì các bạn biết thêm được một cấu trúc và các bạn hãy áp dụng để tạo thành nhiều những câu khác nhé. 기름 가득 넣어 주세요. 기름 가득 넣어 주세요. Đổ đầy dầu giúp tôi hoặc là đổ đầy dầu cho tôi với. 기름 가득 넣어 주세요. Đổ đầy dầu cho tôi. Các bạn có
기름, 기름만 nghĩa là dầu. Gaduk có nghĩa là đầy, đầy tràn. No thả, động từ đây là no thả. Các bạn thấy mình phát âm thành âm thờ đúng không? Đó là bởi vì phụ âm hờ ở đây, theo sau là tờ thì các bạn phát âm là no thả. Thế thì mình vừa giải thích rồi, khi các bạn muốn ai đó là gì nhỉ? Làm ơn hãy làm cái gì đó thì các bạn sẽ có động từ bỏ tà đi gắn o hoặc là a hoặc là do kết hợp với chuseyo. Thế thì động từ no thả đây nó có nguyên âm o nên các bạn sẽ gắn o chuseyo. Và vì phụ âm hờ đây được coi là âm câm khi mà theo sau của nó là một nguyên âm như thế này nên các bạn sẽ không nối âm lên để đọc mà các bạn sẽ phát âm là no o chuseyo. 기름 가득 넣어 주세요. Đổ đầy dầu cho tôi hoặc là đổ đầy dầu giúp tôi. 의자 다리가 부러졌어요. 의자 다리가 부러졌어요. Chân ghế bị gãy hoặc là chân ghế bị gãy rồi. 의자 다리가 부러졌어요. Các bạn có 의자 다리 có nghĩa là cái chân ghế. 부러졌어요 mà nghĩa là đã bị gãy. 의자 다리가 부러졌어요. Chân ghế bị gãy, chân ghế đã bị gãy. 수건 좀 바꿔 주세요. 수건 좀 바꿔 주세요. Làm ơn thay khăn hoặc là làm ơn thay khăn giúp tôi. 수건 좀 바꿔 주세요. Làm ơn hãy thay khăn hoặc là làm ơn thay khăn cho tôi. 수건 mà nghĩa là cái khăn. 좀 các bạn thường khi mà trong câu đề nghị nói là làm ơn hãy làm gì đó cho tôi, nó thường thêm cái từ 좀 vào. Câu đề nghị nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ 좀 bản chất của nó mang nghĩa là một chút, một ít. Làm ơn cho tôi nhờ chút đấy, tức là hoặc là làm ơn thay khăn cho tôi một chút. 바꾸어 các bạn có đây là 바꾸다, gốc là 바꾸다 mang nghĩa là thay, thay đổi. Thế thì mình cũng giải thích rồi, đó là khi mà kết hợp với mua mua a o yo chu xe ấy thì các bạn sẽ có động từ chia theo đuôi o hoặc là a hoặc là ya gắn chu xe hoặc là yo gắn chu xe yo vào. Thế thì cái từ 바꾸다 ở đây nó kết thúc bằng một nguyên âm u nên các bạn sẽ gắn o chu xe yo vào gốc của động từ và các bạn sẽ có u và o. Thì trong bảng chữ cái có là ua đúng không? Thế thì người ta sẽ viết liền lại là 바꾸어 주세요. 수건 좀 바꾸어 주세요. Làm ơn thay khăn cho tôi. 영화 보러 갈래? 영화 보러 갈래? Đi xem phim không? 영화 보러 갈래? Đi xem phim không? Đây là một câu dụ dê. Có muốn đi xem phim không? Hoặc là đi xem phim không? Đi xem phim nhá. 영화 보다 là xem phim. Thế thì 가다 là đi. Thế thì đi để xem phim ý, thì các bạn sẽ có kết nối hai cái động từ này. Đi đến đâu đó để thực hiện một hành động thì các bạn sẽ có động từ bỏ tà gắn từ ro vào. Kết thúc bằng nguyên âm ô như thế này thì các bạn sẽ gắn ro. Còn kết thúc bằng phụ âm thì các bạn sẽ thêm ư ro. Thế thì 영화 보러 갈래? Cái đuôi riu lét là một cái đuôi rủ rê. Rủ rê hỏi ý kiến xem có muốn làm cái gì đó không? 영화 보러 갈래? Hoặc 영화 보러 갈래요? Có muốn đi xem phim không? 근처에 5상급 호텔이 있나요? 근처에 5상급 호텔이 있나요? Gần đây có khách sạn 5 sao nào không? 근처에 5상급 호텔이 있나요? Gần đây có khách sạn 5 sao nào không? Các bạn có 근처에 근처에 mà nghĩa là ở gần đây. 5상급 5상급 5 có nghĩa là 5, 상급 có nghĩa là 5 sao đấy, các bạn hiểu 5상급 là 5 sao. Hotel khách sạn. 있나요 phát âm là 있나요 있나요 호텔이 있나요 근처에 5상급 호텔이 있나요 gần đây có khách sạn 5 sao nào không? 이건 확실히 하고 넘어가자. 이건 확실히 하고 넘어가자. Hãy làm thật tốt việc này rồi sang việc khác. 이건 확실히 하고 넘어가자. 이건 확실히 하고 넘어가자. Hãy làm thật tốt việc này rồi sang việc khác. 이건 확실히 하고 넘어가자. Hãy làm thật tốt việc này rồi sang việc khác. Các bạn có y còn chính là dạng viết gọn của y có sưng. Y còn có nghĩa là cái này hoặc là việc này.
điểm từ là ơn. 확실히, các bạn gấp đôi phụ âm sờ lên. 확실히 하고, 확실히 하고 mà nghĩa là gì nhỉ? Cái từ 확실히 mà nghĩa là một cách chắc chắn, 하 trong từ 하다 mà nghĩa là làm. Có nghĩa là hãy làm cái này, tức là làm cái này một cách chắc chắn, hoặc là làm cái này thật là tốt, làm cái việc này thật là tốt. Cô ở đây nối hai động từ mà nghĩa là và. 넘어가다, động từ 넘어가다 mà nghĩa là cho qua, bỏ qua. Còn cái từ 차 ở đây gắn vào sau động từ, các bạn hiểu đây là một cái câu đề nghị. Cả người nói và người nghe cùng thực hiện hành động. 넘어가자 mà nghĩa là chúng ta hãy làm cái gì đó. Đây là một câu đề nghị một cách xuồng xã thân mật, không kính ngữ nhé. Các bạn sử dụng cho đối tượng ngang bằng hoặc là nhỏ tuổi hơn chúng ta. 이건 확실히 하고 넘어가자 có nghĩa là khi mà dịch vào nguyên bản, các bạn sẽ dịch là chúng ta hãy làm thật là chắc chắn cái việc này, sau đó là cho qua đi. Hoặc các bạn cũng có thể hiểu là chúng ta hãy làm thật là tốt việc này rồi sang việc khác, hoặc là rồi bỏ qua, rồi cho qua. 넘어가다 tức là gì nhỉ? Bỏ qua, cho qua, đi qua. 마음대로 해. 마음대로 해. Hãy làm theo ý bạn. 마음대로 해. Hãy làm theo ý bạn. 마음 có nghĩa là ý hướng. 대로, 대로 mà nghĩa là theo. 해 trong từ 하다 mà nghĩa là làm. 마음대로 해. Hãy làm theo ý bạn muốn. 헛소리 하지 마. 헛소리 하지 마. Đừng nói nhảm hoặc là đừng nói bừa. 헛소리. 헛소리 하지 마. Đừng nói nhảm, đừng nói bừa. Các bạn có 헛소리 mà nghĩa là nhảm nhí, cái lời nhảm nhí, cái lời bừa bãi. 하다 động từ. 헛소리 하다 mà nghĩa là đừng, mà nghĩa là nói nhảm, nói bừa. 지마 đừng. 헛소리 하지 마. Đừng nói bừa hay là đừng nói làm nhảm đi. 카드 결제되나요? 카드 결제되나요? Thanh toán thẻ được không? 카드 결제되나요? Thanh toán bằng thẻ được không? 카드 có nghĩa là thẻ. 결제. 결제. Các bạn gấp đôi phụ âm lên. 결제 mà nghĩa là thanh toán, giải quyết. Tức là các bạn hiểu là 카드 결제 có nghĩa là thanh toán bằng thẻ đấy. 되나요? 되다 mà nghĩa là được. 나요? Các bạn hiểu cũng là một cái đuôi, giống như là khi các bạn chia theo yo là a o yo yo ấy, có thể là tuê yo hoặc là tuê nà yo. Đây là một cái đuôi câu dùng để hỏi một cách rất là lịch sự, nhẹ nhàng. Các bạn có thể dùng giống như là đuôi yo ấy, tuê nà yo hoặc là tuê yo, tuê yo, có thể như là chia theo đuôi tuê yo cũng được, nó cũng xem như thế. Tức là các bạn chia động từ kết hợp với a o hoặc là yo kết hợp với yo đấy, nó cũng bằng với tuê nào, cũng là một đuôi câu hỏi lịch sự nhẹ nhàng. 카드 결제되나요? Thanh toán thẻ được không? 너는 무엇 좀 먹었니? 너는 무엇 좀 먹었니? Em đã ăn gì chưa? 너는 무엇 좀 먹었니? Em đã ăn gì chưa? 너, em, bạn. 무엇, 무엇 có nghĩa là gì? 좀 là gì nhỉ? Chút. Mokta là ăn. Thế thì đã ăn sẽ là mokotta. Mokotta là đã ăn. Thế thì ở dạng câu hỏi một cách thân mật, các bạn sử dụng với từ ni, một đuôi câu hỏi thân mật nhé, không kính ngữ nhé. 너는 무엇 좀 먹었니? Em đã ăn gì chưa hả? Ăn gì chưa hả? Hở cái từ ni, các bạn hiểu như thế. 너는 무엇 좀 먹었니? Em đã ăn gì chưa? Các bạn có ở đây, các bạn thường các bạn hay quen dùng với 먹었어 đúng không, hoặc là 먹었어요, nhưng cái từ 니 cũng là một đuôi câu hỏi không kính ngữ, các bạn có thể thoải mái dùng trong mối quan hệ ngang hàng hoặc là những người nhỏ tuổi hơn, rất là thân mật. 저는 전혀 먹지 않았어요. 저는 전혀 먹지 않았어요. Em chưa ăn gì đâu. 저는 em 전혀 전혀 mà nghĩa là hầu như. 먹다 là ăn. 지 않았어요 có nghĩa là đã không. 저는 전혀 먹지 않았어요. Em hầu như chưa ăn gì, hoặc các bạn hiểu là em hoàn toàn chưa ăn cái gì. 저는 전혀 먹지 않았어요. Em chưa ăn cái gì cả. 먹지 ở đây thì các bạn cũng gấp đôi phụ âm 저 lên, bởi vì đằng trước của nó là phụ âm 그.
요즘 날씨가 점점 더워져요. 요즘 날씨가 점점 더워져요. Dạo này thời tiết đang nóng dần lên hoặc là đang dần nóng lên. Các bạn có 요즘 날씨가 점점 더워져요. Dạo này thời tiết đang dần nóng lên. 요즘 dạo này độ này 날씨 thời tiết 점점 점점 là chậm chậm dần dần đấy dần dần từ từ thấu chiều là trở nên nóng. Các bạn có gốc của nó là thấu chi ta, thế thì chia theo đôi vô sẽ là thấu chiều, có nghĩa là trở nên nóng. 요즘 날씨가 점점 더워져요. Dạo này thời tiết đang dần nóng lên. 할롱에 가본 적이 있어요? 할롱배에, các bạn sẽ có là 할롱배에 가본 적이 있어요? Chị đã từng đi Hạ Long chưa? 할롱배, các bạn hiểu là Hạ Long, vịnh Hạ Long. 뭐뭐에 가본 적이 있어요? 뭐 nghĩa là đã từng thử đến Hạ Long chưa? 할롱배에 가본 적이 있어요? 할롱배에 가본 적이 있어요? Chị đã từng đi Hạ Long chưa? Các bạn có 할롱배에 가보다, 가보다 mang nghĩa là thử đến hoặc là đã từng đến xem chưa ấy. 가보다 là đến thử xem chưa ấy. Còn động từ bỏ tà gắn niên 적이 있어요 nó mang nghĩa là đã từng, tức là chỉ cái trải nghiệm đã từng làm cái gì đó chưa. Động từ 보다 đây 가보다 nó kết thúc bằng một nguyên âm o nên các bạn sẽ gắn niên 적이 있어요. Nếu động từ kết thúc bằng phụ âm thì các bạn sẽ gắn은 적이 있어요 các bạn nhé. 할롱배에 가본 적이 있어요? Chị đã từng đi Hạ Long chưa? Hoặc là chị đã từng đi đến vịnh Hạ Long chưa? 아니요, 저는 아직까지 가본 적이 없어요. 아니요, 저는 아직까지 가본 적이 없어요. Chưa, hoặc là không, tôi vẫn chưa đi. 아직까지, có nghĩa là gì nhỉ? Vẫn chưa đến tận ấy. Vẫn chưa ấy, để nhấn mạnh hơn, 아직까지, vẫn chưa, 가본 적이 없어요, vẫn chưa từng đi lần nào. Các bạn sẽ có ngược lại với đã từng sẽ là, chưa từng sẽ là, 적이 없어요, chưa từng. 아니요, 저는 아직까지, vẫn chưa này, 가본 적이 없어요, vẫn chưa từng đi. 아니면 우리 쌀국수 먹으러 가요. 아니면 우리 쌀국수 먹으러 가요. Hay là chúng ta đi ăn phở đi. 아니면 우리 쌀국수 먹으러 가요. Hay là chúng ta đi ăn phở đi. 아니면 mà nghĩa là hay là hoặc là nếu không thì 우리 chúng ta 쌀국수 có nghĩa là phở. 먹으러 가요. Đi để ăn phở. 쌀국수 먹으러 가요. Hay là chúng ta đi để ăn phở đi. 어제 너는 무엇을 샀어? 어제 너는 무엇을 샀어? Hôm qua em đã mua gì? 어제 너는 무엇을 샀어? Đã mua cái gì? 어제 là hôm qua này. Nó, em, mua là gì, cái gì? Sạch sót đã mua, động từ là sa tả. Thế thì khi mà chia theo thì quá khứ xảy ra rồi thì các bạn sẽ chia là sạch sót, sạch sở, đã mua gì. Hôm 선생님이 나를 언제 불렀어? Hôm 선생님이 나를 언제 불렀어? Thầy Hôm gọi mình khi nào? Hôm 선생님, thầy Hôm, 나를 불렀어, đã gọi tớ, đã gọi tôi, đã gọi mình, 언제, khi nào. Hôm 선생님이 나를 언제 불렀어? Đại 10분쯤 전에. Đại 10분쯤 전에. Khoảng 10 phút trước. Tức là khoảng 10 phút trước thì đã gọi. Đại khoảng chừng với kết hợp với từ chừng, các bạn sẽ có là chừng khoảng 10분. 10분 có nghĩa là 10 phút, 전에 có nghĩa là trước. Đại 10분쯤 전에, khoảng 10 phút trước. 너는 한국어를 공부하니?
너는 한국어를 공부하니? bạn học tiếng Hàn à? 너는 thường khi kết hợp với những từ xưng hô ngang bằng hoặc là nhỏ tuổi hơn thì các bạn có thể dùng với từ để hỏi là từ ni, một đôi câu hỏi thân mật. 한국어를 공부하니? bạn học tiếng Hàn à? 공부하다 bỏ tà gắn từ ni vào dạng câu hỏi. 너는 한국어를 공부하니? bạn học tiếng Hàn à? 저는 풍 선생님과 한국어를 공부합니다. 저는 풍 선생님과 한국어를 공부합니다. Mình học tiếng Hàn với cô Phương. Phương 선생님, cô Phương này, qua là với. 한국어를 공부합니다. Mình học tiếng Hàn với cô Phương. 그곳이 은행이죠? 맞죠? 그곳이 은행이죠, 맞죠? Đó là ngân hàng đúng không? 그곳이 은행이죠, 맞죠? Đó là ngân hàng đúng không? 그곳 là cái nơi đó, 은행 ngân hàng, 이죠 là ngân hàng. 그곳이 은행이죠, đó là ngân hàng mà, 맞죠? Đúng chứ, đúng không? 저희는 새로운 학생이에요. 저희는 새로운 학생이에요. Chúng em là học sinh mới đến ạ. 저희는 새로운 학생이에요. Chúng em là học sinh mới đến ạ. 저희, một từ xưng hô khiêm tốn. Đây là dạng kính ngữ của từ 우리. 우리 là chúng tôi, chúng ta. Còn khi mà các bạn muốn thể hiện cái sự khiêm tốn hơn thì các bạn dùng với 저희. Viết là hơi nhưng mà phát âm là hi. 저희는 새로운 학생이에요. 새로운 학생 có nghĩa là học sinh mới đến. 새로 là mới, 온 trong từ ô tả là đến. Còn khi nó trở thành định ngữ của danh từ ấy, của학생 ấy, thì các bạn sẽ bỏ tả động từ ô tả, bỏ tả gắn niên vào. 새로운 학생 có nghĩa là học sinh mới đến. 이에요 là các bạn gấp đôi phụ âm s lên. 학생 học sinh. 오늘 저는 야근을 해야 해요. 오늘 저는 야근을 해야 해요. Hôm nay tôi phải làm thêm. 오늘 저는 야근을 해야 해요. Hôm nay tôi phải làm thêm. 오늘 hôm nay 야근을 하다 mà nghĩa là làm thêm. Làm thêm, làm đêm, tăng ca đấy. Thế thì phải làm cái gì đó, các bạn có động từ bỏ tà đi chia theo đuôi a o hoặc là do tức là những từ kết thúc bằng ha tà thì các bạn chuyển thành he và gắn ya hề yo vào gốc của động từ phải. Ya cứ nên he ya hiểu, phải làm thêm. 저도 역시 그래요. 저도 역시 그래요. Tôi cũng vậy. 저도 역시 그래요. Tôi cũng vậy. 역시 các bạn phát âm là gấp đôi phụ âm lên. 저도 là tu là cũng, tôi cũng. 역시 quả nhiên, hiển nhiên. 그래요 như thế. 그래요 là thế, như thế, như vậy. 저도 역시 그래요. Tôi cũng vậy. Tức là cái người kia tăng ca thì tôi cũng không khác gì hơn. Tôi cũng như thế, tôi cũng tăng ca. 오늘 저녁에 회식이 있습니다. 오늘 저녁에 회식이 있습니다. Tối nay chúng ta có buổi tiệc nhé, có tiệc công ty nhé. 오늘 저녁에 회식이 있습니다. Tối nay chúng ta có tiệc nhé, có buổi tiệc nhé. 오늘 저녁, buổi tối hôm nay. Ê, vào tối hôm nay thì 회식 có nghĩa là tiệc công ty. Huê trong từ huê xa, còn xích các bạn hiểu là ẩm thực. Xích ấy, các bạn hiểu là món ăn công ty, hoặc các bạn hiểu cũng có thể hiểu là tiệc công ty. Huê xích tiệc công ty. 있습니다. Có. Tối nay chúng ta có tiệc liên hoan công ty nhé. 네, 기억할게요. 네, 기억할게요. Vâng, em sẽ nhớ ạ. 기억할게요. Sẽ ghi nhớ. 기억하다. Các bạn có 기억하다 mà nghĩa là nhớ, ghi nhớ. Còn riêng kèo, cái đuôi đánh vào sau động từ mà nghĩa là sẽ thể hiện sự chắc chắn là sẽ thực hiện. Kiyo khăn kèo, em sẽ ghi nhớ. Nối âm lên thành âm khờ. Kiyo khăn kèo, sẽ ghi nhớ.
세린 씨를 왜볼 수가 없어요? 세린 씨를 왜 볼 수가 없어요? 사우드 컴퇴치 세린 동이 세린 씨를 왜 볼 수가 없어요? 사우드 컴퇴치 세린 동이 các bạn có Serin Si là Si được gắn vào sau tên người dùng để hô gọi một cách lịch sự Serin Si, chị Serin, anh Serin hay là gì gì đó, cô Serin. Uê, tại sao? 볼 수가 없어요? Các bạn có từ 보다 mang nghĩa là nhìn, thấy. Thế thì không thể nhìn thấy hoặc là không thấy thì các bạn sẽ có 보다, 보다 đi gắn 볼 수가 없어요 mang nghĩa là không. Không thể. Tại sao tôi không thể nhìn thấy hoặc là tại sao tôi không thấy cô Serin đâu nhỉ? Chị Serin đâu nhỉ? Serin 씨는 베트남으로 출장을 갔어요. Serin 씨는 베트남으로 출장을 갔어요. Chị Serin đi công tác Việt Nam rồi ạ. Serin 씨는 chị Serin이 베트남으로 출장을 갔어요. Đã đi công tác đến Việt Nam. Các bạn có 출장을 가다 mang nghĩa là đi công tác. 베트남으로, 으로 ở đây nó gắn vào sau danh từ chỉ địa điểm, nó chỉ ra đích đến cái phương thức, cái phương hướng đến, cụ thể đây là 베트남, Việt Nam. Nam 전무님이 계신가요? Nam 전무님이 계신가요? Có sếp nam ở đó không? Nam 전무님이 계신가요? Có sếp nam ở đó không? 전무님, các bạn hiểu dịch là sếp. Nam có nghĩa là tên riêng ấy, có nghĩa là anh nam gì đó. Nam 전무님 có nghĩa là sếp nam. 계신가요? 계시다. 계시다 là có. 계시다 là có, ở. Đây là dạng kính ngữ của 있다. Khi mà các bạn muốn thể hiện sự tôn kính trang trọng với người mà các bạn đang nhắc đến thì các bạn dùng với 계시다 thay cho từ 있다. 니은 가요 cũng là một hình thức đuôi câu hỏi. 계신가요 mang nghĩa là có ở đó không. 죄송하지만 지금 회의 중이십니다. 죄송하지만 지금 회의 중이십니다. Xin lỗi nhưng giờ sếp đang họp ạ, nhưng bây giờ đang có cuộc họp ạ. 죄송하지만 지금 회의 중이십니다. Xin lỗi nhưng giờ đang họp ạ. 죄송하다 mang nghĩa là xin lỗi, 보다 gắn 지만 mang nghĩa là nhưng, 죄송하지만 xin lỗi nhưng, 지금 bây giờ, 회의 viết là ơi nhưng các bạn phát âm là y, 회의 중 có nghĩa là đang họp, 회의 중이다 mang nghĩa là đang trong cuộc họp. Các bạn ở đây thêm cái từ 시 vào sau gốc của 이다 để thể hiện kính ngữ trang trọng, bởi vì đang nói về người này là sếp mà, nên người ta thêm từ 시. Từ 시 là một từ kính ngữ gắn vào sau 이다. 중이다, các bạn có 회의 중이다 mà nghĩa là đang họp. Thế thì các bạn có từ 중이다, các bạn bỏ 다 để gắn từ 시 vào để hiện kính ngữ trang trọng hơn. Khi dịch ra tiếng Việt thì nó chẳng khác gì so với việc không dùng kính ngữ cả, nhưng mà đối với người Hàn thì nó khác biệt rất lớn. Và các bạn khi mà chia theo đuôi 니다, các bạn gắn có 시다 gắn 비읍 니다 vào. 회의 중이십니다, đang họp. 너 베트남에 갈 거니? 너 베트남에 갈 거니? Bạn sẽ đến Việt Nam à? 너 bạn em 베트남에 갈 거니? Sẽ đến Việt Nam à? Các bạn có cụm động từ là 베트남에 가다 là đến Việt Nam, còn cái đuôi 거니 một hình thức đuôi câu hỏi mà nghĩa là sẽ và dạng câu hỏi thân mật. 갈 거니 sẽ đến. 너 베트남에 갈 거니? Bạn sẽ đến Việt Nam à? Dạng lịch sự thì các bạn thay từ 니 bằng 갈 거예요, 갈 거예요, 갈 거예요, 갈 거예요, sẽ đến Việt Nam à? Cái đuôi 거예요 mang nghĩa là sẽ, dạng đuôi câu hỏi thân mật lịch sự. Thế thì các bạn muốn thay bằng cái lối nói ngang hàng ấy, thân mật không kính ngữ xuồng xã thì các bạn bỏ 예요 thay bằng từ 니, 갈 거니. 베트남어 실습을 위해 베트남에 가기로 결정했어요. 베트남어 실습을 위해 베트남에 가기로 결정했어요. Mình đã quyết định đến Việt Nam để thực tập tiếng Việt. 베트남어 실습을 위해 베트남에 가기로 결정했어요.
mình đã quyết định đến Việt Nam để thực tập tiếng Việt. Các bạn sẽ có đây là betunamo là tiếng Việt, xuyên sức có nghĩa là luyện tập, thực tập. Thế thì uy hề mà nghĩa là để thực tập tiếng Việt thì betunamo kata là đến Việt Nam. Còn cái gốc, cái cấu trúc động từ kết hợp với 기로 결정했어요. Các bạn gấp đôi phụ âm lên, mang nghĩa là quyết định, đã quyết định làm một cái gì đó. Cụ thể đây là 베트남에 가기로 결정했어요. Đã quyết định đến Việt Nam để thực tập tiếng Việt. 베트남에 가면 나에게 연락해야 해. 베트남에 가면 나에게 연락해야 해. Đến Việt Nam thì phải liên lạc cho mình đấy. 베트남에 가면 나에게 연락해야 해. Đến Việt Nam thì phải liên lạc cho mình đấy. Các bạn có cấu trúc giả định nếu thì 베트남에 가다, bỏ 다 đi gắn면 vào. 베트남에 가면, nếu đến Việt Nam thì 나에게, cho mình, cho tôi, 연락하다. Các bạn có 연락하다, gốc động từ mang nghĩa là liên lạc. Thế thì phải liên lạc thì các bạn có ha tà, các bạn chuyển thành he. Ha chuyển thành he và gắn ya ha tà. Ya ha tà các bạn có thể chia theo cái hình thức không kính ngữ là ya he. Hoặc lịch sự thì thêm đuôi yo, ya he yo. Và cái từ yolak ở đây các bạn cũng cần biến âm. Phụ âm niên ở đây các bạn biến đổi thành riêng. Yolak. Yolak he ya heo. Nối âm tiếp. Yolak he ya heo. Phải liên lạc. 당연하지, 당연하지, đương nhiên rồi, tất nhiên rồi. 당연하지, 당연하지, đương nhiên rồi, tất nhiên rồi. 나는 널 잊지 못할 거야. 나는 널 잊지 못할 거야. Mình sẽ không thể nào quên cậu. 나는 널 잊지 못할 거야. Mình sẽ không thể nào quên cậu. Nờ chính là dạng viết gọn của nờ rừng. Nờ theo sau của nó là động từ nên là các bạn sẽ có cái trợ tiểu từ rừng ưng gắn vào sau. Và theo sau là một động từ. Nờ rừng thì người ta viết liền là nờ. Ít chi mô thay gò ya. Các bạn sẽ nối âm lên mô thay. Ở đây phát âm thành âm thờ. Mô thay gò ya. Sẽ không thể quên. Mô tha tà mà nghĩa là không thể. Ít tà. Ita mang nghĩa là quên. Thế thì các bạn sẽ có bỏ ta để gắn chi mô tha ta. Chi mô tha ta mang nghĩa là không thể. Còn riêng cò ya, gốc của nó chính là riêng cò eo. Khi các bạn muốn chia theo đuôi lịch sự riêng cò eo, riêng cò eo. Còn khi mà muốn không thể hiện kính ngữ thân mật xuống xã thì cái đuôi dề dù này các bạn biến đổi thành ya. 나는 널 잊지 못할 거야. Mình sẽ không thể nào quên cậu. 나꼭 귀국해. 나꼭 귀국해. Chị sắp về nước rồi. 나꼭 귀국해. Chị sắp về nước rồi. 나, chị, hoặc là tôi, hoặc là anh. Thường là những người xưng hô ở tầng ở bề trên, người lớn tuổi hơn. Cốt là sắp. Quy cu kha tả, mang nghĩa là hồi hồi hương, về nước ấy. Quy cu kha tả các bạn hiểu là về nước. Thế thì khi mà chia theo đuôi câu thì sẽ là quý quốc hề yô, bỏ yô đi thì nó trở thành một cái đuôi câu thân mật. Nà cốt quý quốc hề, chị sắp về nước rồi. Nè, sô xích tứ rớt xoay. Nè, sô xích tứ rớt xoay. Vâng, em nghe tin rồi ạ. Nè, sô xích tứ rớt xoay. Vâng, em nghe tin rồi ạ. Sô xích có nghĩa là tin. Tứ rớt xoay, tứ rớt xoay. Mà nghĩa là đã nghe. Gốc động từ của nó nguyên thể là từ thực tà mà nghĩa là nghe. Thế thì đã nghe khi các bạn chia theo đuôi yo thế này thì cái từ phụ âm tờ này sẽ biến đổi thành riêng. 들었어요. 네, 소식 들었어요. Vâng, em nghe tin rồi ạ. Bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ dừng lại tại đây nhé. Hy vọng rằng các bạn có thể học một cách thật là chăm chỉ, mỗi ngày một chút và cố gắng học. Khi mà các bạn nhìn vào màn hình thì các bạn cố gắng viết nữa. Không chỉ nhìn, các bạn nghe, đọc theo mà các bạn cố gắng viết ra. Khi mà các bạn viết ý, thì các bạn sẽ nhớ rất là lâu. Và quan trọng hơn nữa là các bạn phải áp dụng vào thực tiễn giao tiếp, có thể trò chuyện với bạn bè của chúng ta.
để chúng ta luyện tập phản xạ thật là nhanh nhạy và tự nhiên. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.